ăn chay á rau với tàu hũ, còn bà ăn mặn á thì rau với thịt. Nói chưa? À, do đó ăn mặn cũng ăn rau gì, do ăn chay mà bệnh bởi rau củ thì ăn mặn cũng bệnh bởi rau củ à, tại giống nhau. Tại ăn mặn ta cũng ăn rau củ trên nền đó, ta thêm thịt thôi. Còn ăn chay ăn rau củ với ăn tàu hũ thôi, à, nó cũng vậy à. Nên đó là tại sao mà mình khi mà đi đến bệnh viện hoặc là thăm khám bác sĩ á, thì bác sĩ á, là thường khuyên á, là chúng ta hãy ăn mặn đi cho đủ các chất dinh dưỡng. Nên có nhiều người ăn chay làm chị, có nhiều nơi nha chứ không phải là tất cả. Có một số nơi á, mình nghe phản ánh vậy đó, là tại vì quý vị ăn chay không có đúng cách. Có nghĩa là mình ăn mà nó suy dinh dưỡng, mình ăn mà ốm tông ốm teo, rồi mình ăn mà xanh chành tá lét. Do đó mà cái đó là mình ăn chay, không có hiểu về ăn chay nên không có dinh dưỡng học. Có nhiều người nghĩ là mình tu hành rồi nên chúng ta ăn chay rau muống chấm nước tương vậy được rồi, chứ không cần gì khác nữa. Thì rau muống chấm nước tương hoài, miết 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 hay có chất gì ở trong rau muống là có các cái chất sắt, rồi chất một số chất nhỏ nhỏ gì đó. Rồi bây giờ là chúng ta ăn vào ngày nào ăn vậy hết thì các cái chất khác nó lại là thiếu. Do đó mà khi người ta ăn chay thường lại dưới quê á, thấy xung quanh nhà có gì ăn cái đó, nhưng mà nhầm khi chồng có ăn lội một à, ăn hoài à, bắt nhỏ ăn hoài. Có nhiều người á, là à, cái à, củ cải trắng mà à, làm dưa đó, rồi à, củ cải à, trắng muối à, rồi à, tương rồi chao, cứ như vậy ăn tới ăn lui hoài luôn á, suy dinh dưỡng bệnh luôn á. Cái đó không phải là ăn chay bệnh, mà đó là ăn thiếu chất dinh dưỡng nó bệnh, chứ không phải là ăn chay nó bệnh. Ăn thiếu chất dinh dưỡng nó khác với ăn chay, nhưng mà tại vì cái người ăn chay lại ăn thiếu chất dinh dưỡng nên ta đổ thừa luôn cho người ăn chay thiếu chất dinh dưỡng. Nó đơn giản vậy thôi. Cho nên á, ăn chay á là không có hại cho sức khỏe, mà ăn chay á hay ăn mặn hại cho sức khỏe hay không là tại vì chúng ta không có biết. Thứ nhất là chúng ta ăn không đủ chất dinh dưỡng. Thứ hai là chúng ta ăn cái chất độc vào cơ thể mình, không biết cái sự lựa chọn mà thôi về sức khỏe thể chất. Còn sức khỏe về tinh thần á thì là chay mặn gì tùy người. Người nào sống vui vẻ yêu đời, sống tốt, có rèn luyện về tâm linh tốt á thì là người đó có sức khỏe về mặt tinh thần. Cái điều thứ hai chúng ta trao đổi á là lợi ích thiết thực của việc ăn chay. Tức là ăn chay mình có lợi ích gì mình mới ăn, chứ như không ai ăn làm gì. Ăn chay á có thể là chúng ta phòng chống một số cái bệnh mà lây qua từ thịt các cái động vật quý vị. Ví dụ như là trong cái bệnh đó là heo lở mồm lông móng, rồi bò điên, rồi vân vân, hoặc là bị nhiễm trùng nhiễm sán qua các cái thịt của các cái con vật á, thì là chúng ta ăn chay chúng ta sẽ tránh được cái điều đó. Cái điều thứ hai á là ăn chay xét về mặt nhân quả nghiệp báo á, thì qua đời sau chúng ta không có trả về cái sinh mạng. Tức là ăn chay á thì thường là người ăn chay người ta không có sát sanh, và người ăn chay không ăn sinh mạng của chúng sanh, cho nên đó chúng ta không có bị ăn sinh mạng lại. Bây giờ ví dụ như chúng ta ăn sinh mạng của các cái loài thì các loài khác trong đời sống tới sẽ ăn sinh mạng nếu chúng ta tái sanh vào cái loài bị ăn sinh mạng. Do đó là bị ăn thịt quay lại. Rồi á là chúng ta nếu mà sát sanh bị giết á thì là đời sau mình sẽ bị người ta giết lại. Rồi là giết không sao, còn phải ân oán trả dây nữa, có nghĩa là bị thù hận nữa. Nên ăn chay tránh thù hận. Nhưng mà thường thường á, cái người ăn chay lâu ngày á quý vị, họ tăng trưởng cái lòng từ bi, nên nó có lợi vậy đó. Tức lòng từ bi mình mà tăng trưởng rồi thì mình về cõi trên, không có xuống cõi dưới. Cái người nào mà có giữ được lòng từ bi đó thì là họ thường hay lên cảnh giới rất là an nhàn ở phía bên trên. Còn người nào đầy lòng mà sân si ác độc thì họ sẽ tuột xuống ở phía bên dưới. Nên á, cái người mà ăn chay á thì họ tránh cái quả báo ác về sau nhiều lắm. Về ân oán không ai thù oán hết, về sinh mạng, rồi á là về á là các cái vật thực khi mà
mình phải bị người ta ăn thịt ngược qua lại. Và theo người ta nghiên cứu, quý vị, ăn chay sẽ góp phần bảo vệ môi trường, là tại vì cái công nghệ giết mổ ngày hôm nay đóng góp vào trong việc là tàn phá môi trường, đó là mất hết 18%. Có nghĩa là ví dụ như ở thế giới này ô nhiễm là 100%, thì cái ngành mà công nghiệp giết mổ đó, đóng góp vào ô nhiễm hết 18% rồi. Cho nên nếu mà người ta ăn chay nhiều thì công nghiệp giết mổ này người ta sẽ không có thực hiện. Cho nên các cái hệ thống, tức là cái supply chain, tức là cái chuỗi cung ứng của cái nghề giết mổ quý vị, nó sẽ bị được dừng lại. Nên là mình đóng góp vào bảo vệ môi trường là 18%. Cho nên ăn chay vô tình có phước, là ông ta không làm gì cả, nhưng mà mình không có tàn phá môi trường. Do đó mà chúng ta gián tiếp hoặc là trực tiếp tạo nên cái phước báo đó. Cái điều thứ ba quý vị, người ta có hỏi một cái câu hỏi là ăn chay có nên ăn trứng, ăn ngũ tân và uống thuốc có nguồn gốc từ động vật không? Cái này có nhiều người quý vị sợ lắm. Có nhiều người ăn chay không uống sữa luôn, mà sợ sữa bò là dính tới mặn. Ăn chay là không có ăn trứng gà, vịt, là sợ là dính tới mặn. Rồi ăn chay uống thuốc cũng không dám uống nữa. Ví dụ như những loại thuốc như glucosamine hoặc là sụn cá mập rồi đó, thì là người ta cũng không dám uống nữa. Tại vì có nhiều loại thuốc nó sẽ xuất phát từ thịt hoặc là xương của các cái loài động vật. Ví dụ như người ta bị xuyễn cho người ta lên núi, người ta mua mấy cắt cài bay đó, cái người ta nướng lên, người ta tán cho rồi người ta uống trị xuyễn đó. Thì đó là cái thuốc uống mà nó trị. Rồi ví dụ như hồi xưa mình có cao hổ cốt, giờ đâu có hổ đồng cao đó. Cho nên đó là có nhiều cái bài thuốc mà nó từ cái xương thịt của các cái loại động vật lắm. Rồi là các cái mày loại như là ngũ tân, là hành, hẹ, tỏi, nén, hương cừ. Nhớ hôm qua có cô Phật tử hỏi là nén là gì thầy? Thì là một loại giống thịt như là kiệu vậy đó, nó là loại đó, nó giống giống vậy đó, hình thức vậy đó. Nên nó là hành, hẹ, tỏi biết rồi. Còn củ hương cừ với nén thường là người ta không biết, nhưng đại loại là những cái củ mà ăn cay nồng như là củ kiệu rồi vậy đó, giống cái kiểu vậy đó. Như vậy đó thì mình ăn chay mình có nên ăn trứng hay không? Xét về ăn chay mà ăn mặn thì cái xuất phát từ ở trong Phật giáo quan niệm đó, thì ăn mặn có nghĩa là ăn mạng chúng sanh. Ăn chay là ăn chay tịnh, không có ăn mạng chúng sanh. Như vậy á, thì nếu chúng ta ăn cái gì mà không có sát mạng chúng sanh thì cái đó không phải là ăn mặn. Nên xét về trứng á, quý vị, nếu mà trứng không có trống á, thì có nhiều nơi người ta cũng ăn, là tại vì không có sinh mạng ở trong đó. Nếu mà trứng có trống á, thì là có sinh mạng. Tuy nhiên có một số nơi á ta không ăn, là tại vì lý do ta nuôi gà công nghiệp. Quý vị biết á, là nuôi gà công nghiệp đẻ trứng á, nó sẽ ấp nở ra. Mà đặc biệt cái trứng, cho tới giờ khoa học nhìn cái trứng cũng chưa biết trứng con nào là gà mái, con nào gà trống, không biết, tới giờ không biết. Do đó ấp hết vậy đó, nó đốt điện á, làm cái hơi nóng ấp á, là hơi nóng, cho tới đủ ngày tháng nở ra con gà. Thì nó nhìn con gà thì sẽ biết con gà nào con gà trống, con gà nào con gà mái. Con gà trống để trên này nó có cái màu cao, tức là ở trên cái mỏ nó có cái màu cao. Còn gà mái thì cái màu nó trên nó thấp lùng xuống. Như vậy nhìn vô biết liền đó là con gà trống. Cái tách gà trống qua bên, tách gà mái qua bên. Gà mái thì nuôi làm gà công nghiệp đẻ trứng, còn gà trống xây luôn, nát luôn. Cho nên đó, mình đó mà ăn trứng thì đầu tiên là mình tội trước là tội cho gà trống con.
Cái thứ hai nữa là các con gà nó không có được tung tăng chạy bộ đâu, mà nó ở trong cái lồng nhỏ xíu à, cỡ chừng 3-4 tấc vuông vậy đó, ở trong hết cuộc đời nó trong luôn vậy đó. À, cái lồng ở trong đứng lên, nó chỉ đứng lên ngồi xuống, đứng lên ngồi xuống, dung dai qua lại rồi tối ngày ăn ăn rồi đẻ trứng. Bình thường á thì đẻ tự nhiên á thì ngày đêm đẻ 1 trứng, nhưng mà gà công nghiệp á ngày đêm đẻ 2 trứng, là tại vì người ta bắt đèn 6 tiếng tối 6 tiếng sáng, 6 tiếng tối 6 tiếng sáng thì nó đẻ ra 2 trứng á, làm cho nó ăn càng nhiều, đẻ giết con gà nó khô đét lại luôn, cứng ngắc vậy đó. Cho nên bạn gà công nghiệp mà tới chừng mà nó không còn đẻ được nữa, nó bán ra ngoài đó, ở bên Mỹ bán có 1 đồng con thôi, 1 đồng á, người ta không tin nha, bó rau muống mua 12 đồng mà con gà mua có 1 đồng à. À, bó rau muống mà tới chừng mà cái tháng mà cái tháng lạnh á là mua tới 12 đồng bó đó, còn bình thường cũng 6 đồng bó à, nhưng mà gà có 1 đồng một. Quý vị thấy không, nên ở nước ngoài chỉ với thịt thì rẻ, rau thì mắc, còn nước mình đó thịt thì mắc mà rau thì rẻ. Quý vị không tin, sáng sớm có chiếc xe chạy ngang động rau nghe, thịt gì ký nhiêu, rau gì ký nhiêu, củ gì có gì ký nhiêu, rau đó là biết Việt Nam, đi ra nước ngoài nghe rau kiểu đó. Cái gì như vậy thì chúng ta ăn trứng không có trống thì không phải là sát sanh. Tuy nhiên mà để ăn cái trứng con đó đó thì chúng ta tham quan vào các cái trại gà thấy tội nghiệp, nên có nhiều người ta lòng từ bi, người ta không ăn. Cái thứ hai nữa là ngũ tân. Ngũ tân là hành hẹ tỏi nén hương cừ, những cái đó ăn vô những chất cay nồng hôi, và đồng thời nó nóng cơ thể mình. Và cái lớn nhất á là nếu chúng ta tu thanh tịnh á thì không được ăn đó, nó nhiều ăn nhiều làm cho mình bốc quả ngược lên, các cái tính khí á, mình tính dục á, nó tăng lên làm cho mình khó tu. Cho nên á về Bồ Tát đạo á thì có cấm ăn ngũ tân, nhưng mà về ngũ giới á thì không có cấm. Trong ngũ giới cấm không có ngũ tân, nhưng mà Bồ Tát giới á thì có ngũ tân, nên người nào thọ Bồ Tát giới sẽ không ăn ngũ tân. Tuy nhiên ngũ tân là chay, tại hành hạ tỏi nén cừ á là thực vật mà đâu phải động vật, nên ăn được. Nhưng tuy nhiên Bồ Tát giới á thì là không có được ăn cái ngũ tân này. Và đồng thời á quý vị là chúng ta thấy á là thuốc chúng ta uống thì quý vị đừng có để ý thuốc nó làm bằng gì. Đức Phật ngài cấm uống rượu, nhưng mà rượu mà làm thuốc trị bệnh thì được. Cho nên á thuốc là để trị bệnh, còn làm bằng gì á thì mình không quan tâm. Cái chuyện đó là cái chuyện làm đúng luật của cái nhà sản xuất thuốc thôi. Cho nên á ở pharmacy mà bán cái gì mà cho phép chúng ta xài được thì chúng ta xài, đừng có chi nguyên làm từ cái gì. Làm từ cái gì uống thuốc trị bệnh thì không có sao hết, nên không có sát sanh, không có chai mặn. Người ta nói là ăn chay ăn mặn chứ không ai nói uống thuốc chay mặn hết trơn á. Ở đây á là chỉ có ăn chay với ăn mặn mà thôi. Như vậy á thì chúng ta đi cái phần tiếp á là ăn chay như thế nào và là đúng cách đó quý vị. Bây giờ á là có nhiều cái thực phẩm chay bán thị trường lắm. Có nhiều người á, người ta còn có mấy cái tờ báo viết mà không biết có không, nói là có một số thực phẩm chay làm từ đồ mặn, có nghĩa là lấy từ thịt á rồi chế biến ra thành á ra cái đồ mà để trên đó là đồ chay, nhưng thực ra á là xuất phát từ cái đồ mặn. Như vậy á thì người ta hỏi á là nếu mình lỡ mình ra mình mua đồ chay mà ở trong đó thật sự không phải là đồ chay đồ mặn, mình ăn mình có bị tội không? Trả lời không. Là tại sao? Tại tôi mua đồ chay mà trên cái bọc nó để chay mà tôi ăn chay, tôi mua đồ chay tôi để chay, tôi ăn chay, nên cái tâm của mình á là tâm không có sắc sanh, tâm mình là tâm ăn chay. Còn người nào mà làm sai á người đó tội. Có nghĩa là ông để đồ chay, tôi mua đồ chay tôi ăn, ông bán trên thị trường ông để đồ chay tôi mua đồ chay. Còn trong đó bỏ gì á là cái chuyện đó là chuyện ông làm sai, đâu phải là tôi sai. Nên tôi không có sắc sanh. Tôi á là
vô tình ăn thịt chúng sanh thôi chứ tôi không có cố ý. Nhưng nếu có đi nữa thì vô tình đó là rất nhẹ, không có gì hết. Ví dụ như ở miền Tây có cái ở trong đó sống chung nhà ông em rể ghét cái bà chị vợ, bà chị vợ ăn chay trường nên ông ghét làm sao phải không? Tức là mỗi khi bà kho tàu hũ, kho này kho kia đó dọn lên đó, ông lấy cái muỗng ông xúc lên, ông đổ nước mắm ở dưới đó, nước mắm mặn ở dưới đó, cái ông đậy tàu hũ lên trên, trời ơi nó giống thịt ha, không có phân biệt được đâu. Cái người ăn không phân biệt được, tại nước mắm mặn, nước mắm chay á là nó ủ lên á là đậu nành với cá thì nó gần gần giống giống với nhau. Nếu mà người nào tin lắm mà mới biết, chứ còn bình thường không biết nữa. Cái ông để ông lận miếng nước mắm ở dưới á, tàu hũ kho của bà chị vợ, ông la bà chị vợ ăn cái này cho là khỏi giảng sanh luôn. Có nghĩa là ông ghét mà, như là ăn một miếng nước mắm vô khỏi giảng sanh. Thực ra ở trong kinh không có ghi cái vụ mà ăn nước mắm mà không được giảng sanh. Trong kinh đó có ghi là người nào muốn giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà, người đó chỉ nguyện muốn giảng sanh cái đó cái thứ nhất, và niệm Phật như thế nào mà không còn quyến liếng hồng trần nữa, gọi là bất loạn tâm đó. Đối với hồng trần không còn quyến liếng hồng trần nữa, tức là niệm Phật mình quan sát cái sự vô thường, khổ vô ngã thế gian, mình xa lánh tất cả cái hồng trần. Như vậy thì niệm Phật là được giảng sanh Tây Phương, chứ không có nói tới ăn uống, nói tới cái tâm người. Nên tu là chủ yếu là tâm, chứ không phải là hoàn toàn trong cái sự ăn uống đó. Cho nên chúng ta ăn chay thì nếu mà cho nó bổ dưỡng mà ít bệnh ít hoạn là ăn chay đúng cách đó cái gì, thì là mình đừng có ăn cái đồ chế biến nhiều. Chế biến càng nhiều chừng nào á thì là nó sử dụng nhiều cái chất hóa học nhiều chừng đó. Cho nên á là mình ăn cái chay đó nhưng mà vô tình mình ăn chất hóa học vô luôn. Quý vị là thấy đi trên đường bán bánh tráng trộn rồi không, trộn tùm lum gì mà xanh màu đỏ màu vàng trong hóa học không à. Ở trong đó đó mình ăn bánh tráng nó không sao, bánh tráng làm từ gạo nếp, nhưng mà cái chất hóa học đó thì có thể làm vô cơ thể mình, nó sẽ bị phá hủy cơ thể mình một cái bộ phận nào đó. Nếu chúng ta ăn hàm lượng ít thì gan thận mình có thể thải chất độc đó ra ngoài, nhưng cái hàm lượng nhiều quá thì gan thận không thể thải chất độc ra ngoài, càng ngày nó càng yếu đi, làm tăng men gan, làm giảm chức năng của thận đi. Cho nên đó quý vị chúng ta ăn là ăn những cái đồ nào mà ít chế biến chừng nào tốt đấy. Còn uống nước thì tránh uống nước ngọt đóng chai nhiều quá, nó cũng là các cái chất bảo quản. Quý vị thấy là cái trái dừa mới hôm qua nè, đó thầy ơi thầy bị nhiễm Covid á, là con nghe chị con ở Việt Nam nói là thầy chỉ cái bài uống một ngày hai trái dừa nấu với một cục gừng nấu với là đường phèn là uống mấy ngày là âm tính phải không thầy, nên chị con nói là cả xóm uống cái này hết chân bệnh rồi, cho nên chỉ con qua bên Mỹ này con uống, mà ở bên này không có dừa tươi thầy ơi, con vô ở trong siêu thị con mua dừa đóng lon nè, hỏi uống được không? Thầy là nếu nó tươi thì uống được, chứ giờ biết làm sao giờ, nếu nó tươi thì uống được, dừa nó còn tươi á, hiểu là tươi, còn cháo trong luôn, hay vậy đó, để vô trong lon, rồi nó đóng lại như vậy mà cả năm trời, trong khi mình khui cái trái dừa ra, cỡ chừng mấy tiếng hồ là nó hôi ê, uống vô là đau bụng liền. Nên quý vị là khui trái dừa ra là phải đậy bịch kín lại thì nó còn kéo được vài tiếng đồng hồ, chứ khui trái dừa ra mà để đại nè ngoài gió nè mà cả chừng nửa tiếng đồng hồ sau mình uống vô là đau bụng liền. Nên là nước dừa coi vậy chứ nó cũng là hai cái con dao hai lưỡi nha. Nên uống nước dừa, có những người uống nước dừa chở bệnh viện luôn á, là tại sao giữa trưa mà làm lao động mệt đổ hồi ào ào á, chặt nguyên trái dừa uống vô nó sốc. Mà mình muốn không sốc bây giờ ợt hả, không có gì để miếng muối vô hết là xong à. Giống như ăn mày sầu riêng vậy đó, không trúng chấm muối ăn, chấm tí muối, muối tí chấm muối vậy. Bình thường ta ăn muối sầu riêng trúng phải không, bây giờ ăn nguyên trái sầu riêng luôn, chấm muối ăn. Và đặc biệt cái sầu riêng
ăn mà muốn cho nó im cái bụng mà không có đau bụng á, là cái ăn rồi nó có cái vỏ sầu riêng á, thì chỗ mấy cái muối nó lõm xuống đó, mới đổ nước vô đó, đổ nước uống vô đó đó, rồi mình bưng nguyên cái vỏ mình uống vô, à như vậy nó không có đau bụng, biết cái mẹo gì không biết nữa, mà thiệt tình luôn á, là mình uống vô không có đau bụng có sầu riêng gì đó, rồi còn uống nước dừa mà cho thoải mái á, một là đun lên, nước dừa mà đun lên là uống không sao hết, à hai nữa không đun lên phải bỏ muối, à chổng thì uống không sao hết. Chứ đừng có bao giờ lao động mệt nhọc đi nắng chang chang uống nước dừa đã khác mà chặt ra uống cái chúng liền. À, cho nên không biết cơ thể nó sốc gì đó, mình không có giải thích được phần đó. À, nhưng mà mình biết cách đó là mình vượt qua, cách dễ dàng. Còn có cái câu mà Phật tử hỏi là thực phẩm chức năng được xem là cái món chay không? À, quý vị, thực phẩm là chức năng có phải xem là cái món chay không? Thực ra là thực phẩm chức năng là gì? Thực phẩm chức năng có nghĩa là thực là ăn á. Phẩm là sản phẩm. Sản phẩm đó thay cái thức ăn. Có nghĩa là chúng ta ăn chất này chất kia chất nọ giờ nó nén vô duyên. Nên đó bữa hổm á nghe ông kia ông giới thiệu, ổng là uống một cái viên thực phẩm chức năng á mà vitamin C bằng là ép 10 kg cam. Tức là 10 kg cam mà nén vô có một viên ba lớn nè. À, như vậy mình uống viên ba lớn nó vô đó là bằng ăn 10 cái trái cam. Là thôi đi ông ơi, đừng có xạo quá đi. Ở đâu mà ra mà uống có một viên đây mà ăn 10 trái cam vô nó nén vô, ổng là nó nén tinh chất nó nén xuống vậy đó. Là nói quá chứ không có gì. Thực ra nhầm khi nó có một trái nửa trái gì thì mình còn tin, còn này 10 kg cam mà nén vô có một viên mà lớn này hả, nên bán cho mắt cho dữ. Dạ, quý vị không có đâu, không có chuyện đó đâu. À, không có bao giờ uống viên này bà ăn 10 cái ký cam chừng á. Cái cam tươi người ta ăn á là nó tốt nhất. Dạ, cho nên đó quý vị đừng có nghe mà người ta nói là một viên đó nó bằng 10 trái cam, cái tự nhiên đi kiếm đó cái viên đó uống hoài đi. Thực ra uống cũng tốt nhưng mà nó không phải vậy, nó phải có hàm lượng ở trong. Ví dụ như á, một ngày cơ thể mình nó chứa được bao nhiêu miligram, mà cái loại mà cam cô đặc như vậy á thì chứa bao nhiêu miligram á, thì là mình uống cái viên bao nhiêu đó là đủ 500 gram 300 gram chứ làm gì có. Ví dụ mà 10 kg cam mà uống vô vậy nó bán viên đó bằng 10 kg cam. Ví dụ như ký cam 30, 1 ký cam 300, bán viên thuốc 300 ngàn. Thôi tôi đi mua 10 ký cam tôi ăn, ai đi mua viên thuốc. Nói vậy á, là không phải là mình phủ nhận, nhưng mà mình biết thực phẩm chức năng á, là nó chỉ có giúp cho cái cơ thể của mình là thiếu cái chất gì, thì cái đó giống hệt như á, là mình ăn đồ ăn thức uống vô để bù chất đó. Bây giờ mình không có điều kiện để ăn như phi hành gia vũ trụ, nên ta đem cái thực phẩm chức năng vô ra một cách người ta uống, người ta không ăn thì người ta uống viên đó, trong đó có chứa các cái chất dinh dưỡng bổ dưỡng cho cơ thể của mình. Như vậy thì mình đâu có biết là cái thực phẩm chức năng đó người ta bào chế bằng gì. Có thể nó bào chế là bằng thực vật, cũng có thể là bào chế bằng động vật. Cho nên mình nói chung chung vậy là không trả lời được. Quý vị hỏi thực phẩm chức năng có phải là đồ chay không? Thì không trả lời được. Mà cái này á là nó không chay không mặn. Là tại sao? Là tại vì nếu á, chúng ta nói á, là nếu bào chế từ đồ mặn, tức là từ xương thịt động vật, thì không có được phép ăn. Nhưng mà cái này đâu có ăn, ta uống mà. Ta uống từ viên, giống như uống thuốc. Hồi nãy nói là thuốc không uống được, bây giờ ta cũng bào chế thành viên giống viên thuốc, ta uống được luôn, phải không? Nhưng ta lý luận vậy đó. Cho nên nếu mình bị bệnh mà uống cái viên thực phẩm chức năng vô để trị bệnh thì cái đó nó tương đương với thuốc ở bên nhà Phật. Còn nếu mà ông nói ông ăn cái này mà thay cơm, ông ăn cái này mà thay thức ăn mà chế từ đồ mặn thì đó là đồ mặn. Nếu không, tức là không phải mình uống thuốc để trị bệnh mà mình ăn cái này để thay cơm. Thì mình ăn thay cơm á, mà nếu nó bào chế từ xương thịt động vật thì đó là đồ mặn. Nhưng mà nếu mà uống để trị bệnh, hỗ trợ để trị bệnh thì giống như là thuốc, thì cái đó là không sao.
tại vì thuốc uống không có tính chai mặn gì hết, nhưng mà ăn mới tính chai mặn đó. Thì tùy vào coi mình làm cái việc gì mà nó tốt hay không, tức là mình phải có cái quan điểm rõ ràng. Và quý vị là trong cái ăn chay để mà trị được một cái số bệnh đó, thì trong đó có ăn thực dưỡng. Ăn thực dưỡng là gì? Dạ quý vị, ăn là thực dưỡng là ăn các cái là chất thiên nhiên. Ví dụ như có mua rau lứt, muối mè, hoặc là ăn nước tương, rồi là ăn bột sắn, rồi dần dần ta có nhiều cái phương pháp ăn thực dưỡng. Tức là ăn những cái chất tự nhiên mà nó đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể của mình, chứ không phải cái đó gọi là ăn thực dưỡng là gì đó. Ăn thực dưỡng là tức là ăn các chất tự nhiên mà nó nguồn gốc là thực vật. Ăn các chất tự nhiên nguồn gốc thực vật mà nó giúp đầy đủ chất cho cơ thể của mình, thay vì chúng ta uống cái gọi là thực phẩm chức năng. Bây giờ là chúng ta ăn mà ăn các cái chất tự nhiên từ cái nguồn gốc như là gạo lứt đó, rồi là muối mè nè. Trong gạo lứt nó chứa gì, trong muối mè nó chứa gì? Nên có nhiều người á nói gạo lứt muối mè là thánh, không phải đâu. Quý vị, nó chứa cái gì đó mình ăn vô nó sẽ tốt ở một góc độ nào đó thôi, chứ không phải là ăn vô nó trị hết tất cả các cái bệnh. Ví dụ như suy dinh dưỡng, ăn vô nó càng suy dinh dưỡng thêm, ví dụ như đó. Còn ví dụ như mình béo phì quá sao mình ăn vô á, thì từ từ nó thanh lọc cái cơ thể mình lại thì nó tốt hơn. Mình phải nghiên cứu cái đó, chứ không phải là có một cái ăn là chỉ bách bệnh ở trên đời này, cái gì mình cũng ăn cái đó hết chân là không có phải. Mà mình phải nghiên cứu cái môn đó, nó có thể là giúp mình được cái gì, không được cái gì. Cho nên thực dưỡng là một điều tốt, nhưng mà mình hãy tùy vào cái bệnh của mình là bệnh gì, chứ không phải là tất cả các bệnh đều là chúng ta có thể ăn thực dưỡng là tốt đâu đó, quý vị. Có những người ăn thực dưỡng nó tụt sức khỏe luôn. Ví dụ mình đang xuống sức khỏe, mình ăn thực dưỡng vô mày ăn nó không đủ chất, ăn cái kiểu đó nó không có đủ chất, ăn đủ chất kéo dài thời gian ra càng ngày nó càng tụt xuống luôn. Tùy tùy. Và có những người ta ăn ta hết bệnh, cho nên á là mình muốn ăn á thì phải có ông thầy hướng dẫn, những cái người mà ta chuyên môn á ta hướng dẫn. Do đó về mặt thực dưỡng, nếu mà mình ăn các cái chất mà có nguồn gốc từ thực vật thì đó gọi là ăn chay, đã gọi là thực dưỡng, đã ăn rồi. Cho nên ăn đầy đủ dưỡng chất nhưng mà có nguồn gốc là từ các cái thực vật, như là cái món ăn thuốc vậy đó. Cho nên cái phương pháp mà thực dưỡng Osawa đó, quý vị nghiên cứu, cái đó là xuất phát nguồn gốc từ Nhật nên có tên Nhật đó, là tên Osawa đó. Và nếu mà chúng ta ăn chay mà muốn cho cơ thể của mình khỏe mạnh đó quý vị, thì chúng ta hãy nghiên cứu về cái các cái dinh dưỡng của cơ thể mình, cơ thể mình nó cần cái dinh dưỡng gì ở trong ngày, nó cần những cái điều gì. Thì cơ thể mình đó là nó cần cái chất năng lượng á, thì nó được đo bằng cái đơn vị đó là gọi là calorin. Thì mình biết á, cái người đàn ông thì là nó sẽ nhu cầu cái hàm lượng calorin hơn cái người người nữ. Cái người đàn ông á là một ngày á nha, cần á là khoảng 2.000 đến 2.400 calorin mỗi ngày. Nên chúng ta đi ra nước ngoài chúng ta mua, ví dụ như mua cái hộp nách á, trong này nè, để này chứa 20 calorin, cái này chứa 30, cái này chứa 40, cái này chứa 50. Trong khi người nữ á quý vị chỉ cần có 1.200 tới 1.500 thôi. Nhưng mà người đàn ông á là cần 2.000 tới 2.400. Người nữ á thì chỉ cần 1.200 tới 1.500 là đủ rồi. Quý vị, tức là người nữ chỉ cần 1.200 tới 1.500 calorin đó là đủ cho ngày. Nên nữ ăn ít nam. Cho nên người xưa đó, người ta nói là nam thực như hổ mà nữ thực như miêu. Miêu là mèo á, mèo nó ăn nhỏ nhẹ. Còn là nam á ta ăn ào. Đó, tới tấp luôn. Nhưng mà cái đó cũng tương đối thôi. Đó, quý vị, mà nhầm khi á là thấy cũng nữ ăn tô cũng bình thường. Nên á là cái này á nói trung bình thôi, chứ không phải là tất cả mọi người. Cho nên á là nữ thường hay nạp năng lượng á là ít hơn nam.
Nhưng mà cũng tùy theo vào cái lứa tuổi nó có gì. Ví dụ như á, là một cái em bé trai á, là một ngày á, cần á, đến 3.000 calorie nó mới lớn á, vậy thì á, mới lớn lên. Trong khi á, mà bé gái mới lớn lên thì cần 2.200, ít hơn. Nhưng mà đó là tuổi thanh niên nha, tuổi thanh niên á, là nó ít hơn. Còn mày nếu mày á, trẻ sơ sinh á, từ 5 tới 12 tháng tuổi chỉ cần 850 calorie thôi. Tức là nó cần không tới một nửa của cái người trưởng thành lớn nữa. Trẻ từ 1 đến 3 tuổi á, thì cần 1.300 calorie. Nhưng mà từ 4 đến 6 tuổi thì cần tới 1.800 là gần bằng trưởng thành đó. 4 tới 6 tuổi cần lớn tại đây. Đó là bộc phá để lớn lên mà. Còn 7 tới 10 tuổi thì cần tới 2.000 calorie cho một ngày. Tức là từ 7 tới 10 tuổi thôi thì bằng một cái người trưởng thành của người nữ ăn bằng luôn. Tức là 4 tới 7 tuổi, tức là cái lượng năng lượng á nó cần xài, tại nó giỡn mà, lúc này nó chơi giỡn rồi nó cần phải nạp vô, nên là tuổi đó ăn dữ lắm. Thì thấy á, mấy đứa bé là ăn dữ lắm, tức mình tính đâu á là thích ăn nhiều, nhưng không phải đâu. Tại vì nó tiêu tốn cái lượng calorie, cho nên nó phải bù đắp từ phía bên ngoài vô bằng kích thích cái sự thèm ăn của cơ thể mình. Cho nên cơ thể mình thiếu chất gì đó thường hay mình thèm chất đó. Ví dụ người thèm chua là thiếu chất chua, thèm ngọt á, là thiếu ngọt, thèm mặn là thiếu chất mặn. Nên cơ thể mình nó tự cân bằng bằng cách nó báo hiệu cho mình là thèm cái gì, tức là cơ thể mình là thiếu cái chất đó, là nó thèm chất đó. Tức là hầu hết đa số là như vậy. Cho nên cái người nữ mang thai hay thèm cái này thèm cái kia là tại sao? Khi mà hình thành nên thai của đứa con á, thì nó sẽ lấy cái chất từ bên người mẹ, nó nặng lên khung xương và thịt của đứa con. Thì ở trong đó có các cái chất mà người mẹ bình thường đầy đủ. Nhưng mà khi lấy một phần cho con bị thiếu không? Thiếu thèm. Cái đơn giản thôi. Ví dụ như là cái thức ăn đó nó có chứa chất đó, mà chất đó vô tình người mẹ đã đẩy sang thành cái khung xương và thịt của con rồi. Cho nên cơ thể của mẹ bị thiếu, thiếu lúc đó thèm. Nên tùy vào khung xương và thịt của đứa con như thế nào mà hình thành, nó lấy chất gì nhiều thì cơ thể của mẹ lúc đó là sẽ là thèm cái chất ở bên ngoài nó tương đương như thế đó. Nên mỗi người thèm và cần những cái khác nhau. Quý vị là xem cái dinh dưỡng học nè, quý vị là chú ý các dinh dưỡng là ở trong cơ thể mình có cần các cái chất gì về dinh dưỡng học để cho mà chúng ta có sức khỏe đó. Cái chất bột, mà chất bột có đường đó gọi là tinh bột gluco á, mỗi gram tinh bột á là chứa 4 calo, một gram tinh bột đó nha chứa 4 calo. Nhu cầu chất bột đường 60% nhu cầu năng lượng hàng ngày, tức là cái chất bột á. Ví dụ như ở một ngày chúng ta ăn tất cả các chất nó có 100% calo thì các cái tinh bột mà nó chứa đường á, ví dụ như gạo nè, rồi là củ nè, rồi các loại đậu vân vân, thì tùy vào một số cái nó có tinh bột. Nhưng mà thường hay á là cơm gạo á với các cái củ thì nó là chiếm 60% cái năng lượng cơ thể. Nên hàng ngày nhằm khi người ta ăn cơm á, quý vị thấy không, ăn cơm quá trời luôn. Dưới quê á, ta ăn cơm với ăn chút chút thôi mà cũng lớn lên như thổi. Hồi nhỏ nhớ là nhỏ như thế này nè, mình đâu có cái gì ăn nhiều như bây giờ đâu, chỉ ăn cơm thôi, ăn cơm với cái đồ ăn thôi mà ta cũng lớn lên như thổi, tại nó chiếm 60% của cơ thể rồi, của cái calo rồi. Các cái chất béo là các cái chất lipid đó, là gọi là chất béo đó, hấp thu và chuyển hóa các vitamin. Ví dụ như thường thường các vitamin á, là nó sẽ tan ở trong cái chất béo này, nhất là vitamin A nó tan trong dầu. Ví dụ như mình không ăn chất béo vô thì không tan được vitamin A, thì là con mắt của mình á, nó sẽ bị mờ đi. Ví dụ như vậy đó. Nên cái chất béo á, là cần thiết, nhưng mà chúng ta ăn cái chất béo vô nhiều quá nó dư á, thì là nó trở thành cái mỡ nội tạng. Mà bây giờ mình nói cái mỡ nội tạng nè, trong cái organ của mình đó là mỡ nội tạng á, thì cái gì mà mỡ nội tạng nhiều? Cái này nè, ăn mì gói á, mỡ nội tạng nhiều lắm, cho nên mình ăn đừng ăn đêm.
Cái thứ hai nữa, cái trái cây á, mình ăn ban đêm á, trái cây á, nó sẽ chuyển qua đường vào ban đêm. Cho nên á, nó từ đường nó chuyển qua các cái chất làm cho cái mỡ nội tạng mình nó tăng lên vào ban đêm, nên ban đêm á, là chúng ta ăn trái cây là một cái sai lầm. Nên người nào mà ban đêm ăn nhiều trái cây quá có nguy cơ bị tiểu đường. Cho nên ăn chơi chơi thôi, đừng ăn nhiều, ăn ban ngày á, nhất là ăn buổi sáng, buổi trưa thôi. Chứ ban đêm đừng có đem trái cây ra ăn nhiều quá. Nhất là mình nhỏ tuổi, mình thích ăn, nghiến thành thói quen. Nó chuyển quá, ban đêm mình ngủ mà, nó chuyển quá tất cả, chuyển quá sang đường. Trái cây nó chuyển quá thành đường, nó tích tụ ở trong máu mình lâu ngày, vài tháng, còn trẻ thì nó không sao. Mỗi gram chất béo á, nó chứa 9 calo, tức là calorin á, mỗi gram chất béo á. Ví dụ như á, là cái cơ thể mà cần nhu cầu chất béo á, thì là nít cần nhiều hơn người lớn. Ví dụ như á, là trẻ em á, còn nhỏ, còn bú á, thì một ngày nó tới 50% mà năng lượng khẩu phần ăn chứa từ trong cái chất béo này, tức là trong sữa mẹ đó là chất béo không à. Nên cái bé mà đang bú sữa mẹ đó là chiếm 50% rồi. Còn là trẻ lứa tuổi mẫu giáo là chiếm 20-3% năng lượng khẩu phần ăn. Tất nhiên là cái chất béo nó phải chiếm 20-30% năng lượng khẩu phần ăn. Còn người lớn thì chiếm 15-25%. Còn người cao tuổi chiếm tới 12-15% thôi. Nên càng lớn tuổi chừng nào mình phải ăn chất béo giảm xuống chừng đó thì mới tốt cho sức khỏe. Còn càng lớn mà ăn mỡ dầu nhiều quá, cái gì cũng chiên, quý vị thấy á, là thầy qua bên Philippines với Malaysia thấy bán cái gì cũng chiên, chứ thậm chí Ấn Độ gì đó chiên để ngoài đường bán quá trời bán luôn, mà chiên không mà trong chiên á là mỡ dầu, mình ăn vô là ăn trực tiếp mỡ dầu luôn. Thì thấy mỡ dầu nhỏ từng giọt chứ. Thì đi qua bên Singapore vô cái quán của Chinatown, trong cái quán đó quý vị, trời ơi, kêu món ăn ra cái cải mà xào thôi, nó xào lên một lớp có chừng 5 ly dầu phía dưới vậy đó. Nó xào lên mình dở cái cọng rau lên, nó chảy dầu giọt xuống, không dám ăn luôn. Đó, mình đó là sợ dầu, mỡ máu, sợ dầu. Như vậy á, là dầu không phải là không tốt, nhưng mà dầu ăn phải vừa phải để nó tan các cái chất vitamin. Nhưng mà càng lớn tuổi chừng nào thì ăn dầu ít chừng đó. Nói vậy là quý vị biết á, tức là các cái chất béo, không phải dầu không, chất béo có sữa trong đó, có sữa, có dầu rồi trong đó nha. Các cái chất đạm hồi nãy á, là chúng ta đang nói tới á, là các cái chất bột, chất đường nó chứa trong tinh bột. Rồi cái thứ hai á, là các cái chất béo, là chất lipid á, nó chứa ở trong dầu, trong sữa. Cái thứ ba á, là các cái chất đạm, chất đạm gọi là protein á, cái này là cung cấp vai trò chủ lực nè, nó cấu trúc nên các cái tế bào và các yếu tố miễn dịch của cơ thể. Cho nên á, là trong cái giai đoạn mình là sống chung với dịch đó, nên chúng ta hãy cung cấp đủ protein nha. Ăn mà thiếu protein đó là các cái tế bào mình nó thiếu dưỡng chất, nên protein quan trọng. Nên những người ăn chay đó thường hay thiếu protein, là tại vì protein nó chứa trong đậu nành. Có nhiều người không ăn đậu nành được thì ăn các cái đậu khác, nó chứa cái hàm lượng ít hơn. Ăn đậu nành là hàm lượng nó nhiều. Còn ta ăn thịt thì protein nó chứa thẳng ở trong thịt cá và thịt các cái động vật, vân vân. Rồi các cái thành phần men cung cấp năng lượng cho cơ thể. 1 gram chất đạm có chứa 4 calorin. Và nhu cầu chất đạm thì 10-15% năng lượng của khẩu phần ăn của mình. Cho nên đó quý vị là các cái hoạt động năng lượng hàng ngày thì chúng ta phải có các chất đạm để nó tăng cường cho cơ thể của mình. Cho nên nếu mà chúng ta không có ăn chất đạm cho cơ thể thì càng ngày các cái tế bào của mình không cung cấp được cái năng lượng để mình hoạt động. Ví dụ như mình tập để mà nó tăng cơ á, tức là cơ mình tăng lên á, thì bắt buộc phải có cái chất đạm. Nên thường hay là người ta uống cái bột đậu nành á, cái bột đậu nành người ta rang sẵn á,
tức là làm sẵn bào chế sẵn mà để cho nó tăng cơ bắp rồi đó. Nên mình tập á, thể thao, thể dục tăng cơ bắp rồi đó, là người ta phải uống các cái chất đó vô để nó cung cấp cho trực tiếp cho cái tế bào của mình. Cho nên á, các cái chất đạm là protein á, là mình không thể nào mà không ăn. Nó chứa trong đậu nành là nhiều nhất, rồi các cái đậu khác là nó cũng chứa trong đó. Nên người ta thường hay người ta dùng bột á, là 5 cái loại đậu khác nhau đó. Cái thứ hai nữa là nhóm chất dinh dưỡng vi lượng. Chất dinh dưỡng vi lượng nghĩa là gì? Là các cái chất dinh dưỡng mà nó có hàm lượng chứa thấp ở trong cơ thể của mình. Nó cung cấp năng lượng, nó không có cung cấp năng lượng nhưng mà nó cung cấp các cái dưỡng chất cho cơ thể của mình, là các nhóm vitamin. Ví dụ như vitamin A, B, rồi C, rồi vitamin D, rồi vitamin E. Một loại vitamin á, nó sẽ có một cái vai trò đối với cơ thể của mình. Ví dụ như á, là cái vitamin E nó làm cho mình mịn cái da phía bên ngoài nè, cái vitamin E. Rồi vitamin á, là D đó, chứa trong xương. Vitamin K, vitamin A nó sẽ làm sáng mắt mình rồi đó. Tức là mỗi cái vitamin nó đều đóng cái vai trò để nuôi một cái cơ quan nào đó trong cơ thể của mình. Nên đó, tập hợp các vitamin là chúng ta phải có. Nên đó là khi mà người ta thiếu các vitamin đó, trong cái thức ăn đó, thì người ta sẽ bổ sung bằng cái thực phẩm chức năng hoặc bổ sung bằng thuốc, người bác sĩ sẽ hướng dẫn. Nên thường thường cái ăn chay, có tờ báo nói là ăn chay là lâu ngày nha, mà ăn không có đúng cách nó thiếu vitamin B12. Cho nên đó là bác sĩ thường hay kêu bổ sung vô dần dần. Thiếu vitamin B12 cái đầu mình quên trước quên sau, nghĩa là mình nhầm khi để tiện đây cái lộn để tiện đây, đúng không? Rồi mình đi mượn tiền ta mà tính đâu người ta mượn mình, nên mình nhớ lộn á, mà quên trước quên sau. Mượn tiền ta chưa trả để lại đòi người ta, tính đâu người ta mượn mình đó, cái đó gọi là quên trước quên sau, mà quên hơi khôn một chút. Cho nên á, là ăn chay mà chúng ta không có để ý tới dinh dưỡng học. Thường hay là người ta ăn chay là người, đa phần là người tu. Bây giờ có một số người ăn chay là vì người ta thích ăn chay, nhưng mà đa phần là người tu. Mà thường hay người tu thì người ta không có quan trọng lắm, ăn gì cũng được. Nên người ta chẳng có quan trọng gì dinh dưỡng hết. Nhưng mà nó kéo dài. Mà thiếu dinh dưỡng á, là cả một cái chất, cả một cái sự khó khăn. Và có một số cái chất khoáng vi lượng ở trong cơ thể của mình chúng ta cũng phải cần thiết, như là các cái chất là canxi, magie rồi quý vị. Nên các nhóm dinh dưỡng đa lượng thì nó sẽ cung cấp cho cơ thể mình. Hồi nãy là vi lượng nha, bây giờ tới các nhóm là đa lượng. Hồi nãy là vi lượng, vi lượng là chất nhỏ cung cấp cơ thể mình. Bây giờ nó tới đa lượng. Đa lượng thứ nhất là các cái chất khoáng đa lượng, gồm có 7 chất khoáng khác nhau. Thì cái này ví dụ như mình nói là canxi nè, phốt pho nè, potassium nè, sulfur nè, sodium nè, chloride nè, magnesium nè, ví dụ gì đó. Thì cái này là bác sĩ thì người ta biết nhiều, chứ mình thì không biết nhiều. Nhưng mà nói chung mình học để mình nắm vậy thôi. Rồi các cái chất xơ, tuy là nó không cung cấp cho năng lượng cho cơ thể mình, nhưng các cái chất xơ nó làm nhu động đường ruột của mình, dễ quá trình tiêu hóa xảy ra hơn. Ví dụ như chúng ta không ăn rau thì là các cái chất xơ là nó không có, nên nhu động đường ruột mình nó là không có nhu động tốt. Nên là các cái rau rau xanh nó có chứa chất xơ ở trong, và đồng thời nó sẽ hút được các cái cholesterol, tức là mỡ, mà mỡ độc nó có hai dạng. Một cái loại là mỡ tốt cho cơ thể, một cái loại là mỡ độc cho cơ thể. Các cái chất như cholesterol nè, triglyceride nè, lipid nè, tất cả các chất đó nó độc cho cơ thể, là tại vì nó trôi nó không có tan trong nước. Các cái chất đó, chất dầu nó không tan trong nước, nên nó đóng thành từng cục, mà từng cục nó trôi trong cơ thể nó trôi trong cơ thể mình. Nên mà nếu mình không phá tan cục đó thì là nó sẽ đi vào trong cái mạch máu nhỏ, những cái mao mạch, mạch máu nhỏ nó làm vỡ ra,
À, tức là cục đó, nó đi là nắng bơm bơm bơm, nó làm bung lên, nó làm cái áp sức đó, nó làm bung lên, hoặc là nó nghẹt cái ống nó đi sẽ không dẫn máu tới đó, đó được, nó nguy hiểm gì đó, nên đâm ra các cái tai biến rồi đó, à, vân vân. Dạ, từ cái đó nên á, các cái chất sơ á quý vị, chúng ta phải ăn, nên thường thường mình phải ăn rau. À, ăn rau sống, rau xanh, rau luộc gì cũng được, nên có chất xơ, nó hấp thu các cái cholesterol và các chất béo, nên chất xơ nó hấp thu hay lắm. Mình ăn vô trong bụng mình nha. Nếu mà được cái chất xơ này nó hấp thu á thì là nó không có thẩm thấu đi vào trong máu, nó đi tuột ra bên ngoài luôn mà theo đường phân. Nên cái lượng chất xơ trong cơ thể mình nhiều thì là khi mà chúng ta ăn mỡ dầu vô đó, nó sẽ cuốn theo cái này đi ra ngoài mà nó không đi qua máu của mình. À, nó hay gì đó, nên nó hấp thu các cái cholesterol và các chất béo. Cái thứ ba á, là nước. Nước đóng vai trò cực kỳ quan trọng cơ thể mình. Nước nó không cung cấp năng lượng cơ thể mình, mà nước nó là dung môi. Nước á, là nó là điều kiện để phản ứng tất cả các hóa học và các thẩm thấu qua gan, qua thận đều là nước hết. Cơ thể mình chiếm 81%, 61% đến 80% nước ở trong cơ thể của mình á. Nên á, là mình thiếu nước thì cơ thể của mình á, nó sẽ hoạt động không tốt. Nên cơ thể trung bình á, là uống khoảng 1,5 đến 2 lít nước ngày. Các cái nhà khoa học ta nghiên cứu á, một ngày mà đủ nước để cung cấp cơ thể, đừng có dư nha, cái gì dư là không có tốt à, mà gì thiếu không có tốt. Cho nên á, đủ nước cơ thể mình á, là 10kg cân nặng là 0,4 lít nước. 10kg cân nặng là 0,4 lít nước. Ví dụ như chúng ta 50kg nhân 5 lên, 0,4 nhân 5 2 lít. Ví dụ người 50kg phải uống 2 lít nước một ngày là mới đủ cơ thể mình nó bài tiết và nó làm các dung môi để phản ứng hóa học và sản xuất enzyme, và tất cả các cái xảy ra cơ thể mình nó đều qua nước. À, cho nên đó là nước nó hay vậy đó. Nên cơ thể mà cái người mà nổi mẩn này nọ đó, nhằm khi uống thiếu nước á, rồi thiếu nước cơ thể của mình á, làm cơ thể của mình á là nó không phản ứng tốt, nó không có xảy ra tốt quá, rồi như nó thiếu chất này thiếu chất kia. Cho nên đó là chúng ta uống nước mà uống nước á, mà nước đá á, thì cũng không tốt, mà uống nước quá nóng không tốt nữa, nhất là người lớn tuổi uống nóng uống lạnh nhiều hư răng chân à. Răng mình nó bể hết. Mà tại sao nói là bể răng? Là tại vì nóng lạnh nhiều quá đó, nó buốt răng. Lạnh quá cũng buốt răng, mà nóng quá cũng buốt răng. Nên chúng ta uống nước vừa vừa là tốt nhất, chứ không phải là nước ấm là tốt, mà nước nóng là tốt, nước lạnh tốt. Có nhiều người lấy nước nóng thổi hù 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 hù, uống cũng không phải là tốt. Mà nước lạnh, nước đá uống không phải là tốt luôn. Mà uống nước bình thường là tốt nhất. Nên á, uống nước là phải đủ nước, 1,5 tới 2 lít ngày, trong đó có canh luôn. Nhưng mà phải chia đều ra, trước khi đi ngủ uống miếng. Miếng không, đừng uống nhiều. Nhầm kỳ trước khi đi ngủ uống nguyên ca này nè. À, rồi sáng đêm không ngủ. À, là mình biết rồi đó, ban đêm nó bài tiết nên mình không ngủ được. Nên á, là mình chia nước ra, uống đều như uống chất bổ. Mình tính đâu nó là chất bổ. Ai nhà đâu người ta uống nước trị bệnh là người ta uống nước, không phải là uống nhiều nước mà uống đều. À, uống đều đều chút, uống chút, uống chút, uống chút, uống chút, uống vậy đó, là nó đều nước, là cơ thể mình nó đầy đủ nước hoạt động. Mà nếu á, mà cơ thể mình á là có nước rồi á, thì nếu cơ thể mình có nước mà mình niệm Phật hoặc mình trì chú, uống đều nước mà niệm Phật trì chú á, là cơ thể mình nó rất là hiền. Có nghĩa là các cái tế bào lạ đi vào, nó chứa ân quán rồi đó, nó sẽ đi ra hết. Là tại vì nước á, có trì chú gia tâm từ bi vào trong đó, nước nó sẽ thay đổi các cấu trúc của nước đi. Người ta thí nghiệm rồi mà. Do đó mà cơ thể mình nó chiếm tới 60% tới 80% nước ở trong đó. Cho nên á, là khi mà mình trải tâm từ á, thì cơ thể mình nó sẽ hưởng luôn. Nên người nào mà quán tâm từ thường xuyên, ít sân ít giận đó, là cơ thể mình nó cảm ơn mình dữ lắm. Là nước á, nó sẽ về như giống như nước quần nguyên vậy đó, nó đã tốt cho cơ thể mình, giống hệt như nước mà nó gọi là bây giờ cái gì cũng kêu bằng gì, nano á. Nước mà nước nano vậy đó,
như nước hoàng nguyên, nước nano đó, tức là mình đó là niệm Phật hoặc mình trì chú, rải tâm từ, mà rải tâm từ trên cái thân của mình. Tại vì mỗi cái cơ quan của mình đều chứa máu chảy, mà máu chảy là nó phải pha với nước. Tức là trong cái tế bào đó nó có là nhân mô nguyên sinh chất, đúng không? Thì tất cả đó là nước đấy, ở trong đó hết, trong cái tế bào mình thôi đó là nó có cả chứa nước ở trong đó rồi. Nên tập hợp các cái nước đi vào cơ thể mình đó là cực kỳ quan trọng. Cho nên đó là nước đó là không thể thiếu trong cơ thể của mình. Và chúng ta đi cái phần là ăn chay á, và mình làm sao để mà phòng được các cái bệnh tật. Có nghĩa là mình ăn sao á mà bác sĩ không có ghé nhà đó, mình ăn chay sao mà bác sĩ lại là không có ghé nhà, bệnh viện không mở cửa, Phạt ma si đóng cửa luôn, tức là đâu có bán được viên thuốc nào đâu. Quý vị, thứ nhất là ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng. Tức là mình ăn đầy đủ chất dinh dưỡng là bây giờ con biết cái chất dinh dưỡng nào đâu ăn. Thì là mình chất đường, chất béo, chất xơ nữa. Nhưng mà một kinh nghiệm, thôi mình ăn tùm lum để đủ à. Ăn rau thì nhiều loại rau nha, ăn rau nhiều màu, trái cây nhiều màu. Tức là mình ăn nhiều thứ là nó dính à. Tức là mình đừng có ăn cái gì mà mình thích, mà ăn cái gì mình cần á, đừng ăn cái gì mình thích. Ví dụ có nhiều người á thích ăn chùm vuột. Trời ơi, chùm vuột mà là quý vị biết á, chùm vuột mà người ta ăn với mà muối ớt. Muối ớt với ớt mà đừng có giả nát hay ớt giả, đập bẹp 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 chứ không thôi, để mới muối vô, đập đập trên cái ớt đó. Rồi chùm vuột nè, mà muối cục nha. Đấy, nguyên chén vuột, sắn vô cái muối cục đó đó, người ta ăn, người ta chấp, trời ơi, ăn nguyên chén luôn. Ăn thì nó ngon thiệt, nhưng mà cái bao tử mình á, nó tăng cái lượng axit lên nhiều quá, nó làm bào mòn cái bao tử mình đi. Nếu mình ăn nhiều quá đó là nó sẽ có khả năng nó tróc, nó phù nề hoặc nó lét cái bao tử của mình luôn, kể cả đường ruột luôn. Cho nên á là không phải á là mình ăn cái gì mình thích, mà ăn cái gì mình cần. Ăn gì mình cần là các chất đạm, chất béo, chất đường, vitamin, số chất khoáng, nguyên tố vi lượng, nguyên tố đa lượng, chất xơ ở đó. Nhưng mà mình không biết á thì mình ăn rau củ quả, ăn nhiều thứ rau nhiều màu, quả nhiều màu, củ nhiều loại là dính hết. Cho nên có những cái mình không thích. Nói thật ra lầm nhầm người á, có cái người kia kìa, họ ghét cái khoai từ lắm, ai mời khoai từ là chửi đó. Mình không biết sao mà người ta ghét khoai từ, không biết cái khoai từ nó có cái liên quan gì tới cuộc đời của người đó, không biết mà ghét khoai từ. Có một thời gian á là thầy cũng không thích mít nữa. Có một thời gian dài luôn, cả chục năm, biết sao không? Có một ngày đó đói bụng quá trời, về nhà thấy nguyên trái mít, ăn một cái luôn là từ chiều tới sáng đêm luôn. Ở trên bữa dưới đi là ngồi không nổi luôn, dở cái tay không lên luôn. Gặp mít là sợ luôn đó, ăn nguyên một trái mít bự đó nè, đói bụng mà. Còn ông thầy, bạn thầy á, thì là ổng ghét chôm. Hỏi sao vậy đó, ổng về quê ổng thăm nhà, tới cái mùa chôm kỷ niệm á, cái đầu ổng leo lên ổng ăn, đói bụng mình dắt chưa mà đi từ ở đây mà về tới Long Xuyên là đi gần 5 tiếng đồng hồ. Chạy xe Honda đi 5 tiếng đồng hồ tới Long Xuyên, đói bụng quá trời, rung tay hết trơn rồi. Rồi bắt đầu trèo lên cây chôm chôm, bẻ, đang mùa chín mà bẻ ăn. Còn y chang vậy luôn. Rồi bắt đầu nghe nó đau bụng, gọi trên thì ói, dưới thì nó đi. Sáng đêm luôn nằm gọi là ngáp luôn mà. Từ đó là sao, gặp chôm chôm mà từ xa thấy màu đỏ chôm chôm thôi là chạy đó, thấy mặc áo đỏ cũng chạy nữa chứ đừng nói màu chôm chôm. Làm ta gây ấn tượng đó. Nên mình đừng có ăn cái gì mình thích, cái gì nhiều quá không tốt, cho nên quý vị nó thật lòng á,
ăn cái gì vừa vừa thôi. Nên nhầm khi á, cái miệng kiện cái thân, mình ăn ngon quá đó, cái gì mình ăn ngon quá mình ăn hoài có một thứ mà. Nên á, thầy về ở dưới Bạc Liêu á, nói cô kia cổ là thầy ơi thầy, con có 1m5 mấy mà giờ con 8 mấy ký rồi sao mà con không ăn gì hết trơn mà con mập quá trời luôn. Rồi cái đứa cháu nó là thầy ơi thầy, cô con nó không ăn gì hết trơn á, ngày ăn 6 ký sầu riêng á. Một ngày ăn 6 ký sầu riêng khủng khiếp, một ngày nào ăn chừng á, ăn nổi hay thiệt chứ 6 ký sầu riêng mà ăn ngày, mà ngày nào cũng ăn. Người ta nói ăn mà nó ghiêng sầu riêng luôn á, bởi vì ăn nhiều quá không tốt. Nó ăn ban đêm đó, nhầm khi ban đêm ngồi chơi chơi nè, ăn 1 ký 2 ký sầu riêng rồi đi ngủ, nó chuyển quá coi chừng bị đường máu đó, không phải chơi đâu. Cho nên cái gì ăn vừa vừa thôi, cái gì cũng vậy chừng á, mình vừa vừa thôi. Nên cái người nào á, biết kiềm chế, cái người nào biết cân đối điều độ là được. Nên á, chúng ta ăn á, là đủ chất dinh dưỡng. Cái thứ hai nữa, nên ăn nhiều rau củ, trái cây các loại. Rau phải ăn nhiều loại, như rau dền, rau muống, rau gì, rau chay. Nên ở dưới quê á, nhất là dưới rừng hoặc là trên núi á, nhiều rau lắm. Kim thất chùm nguội gì quá trời luôn, rau người ta bẻ vô người ta ăn. Rồi á, mình trồng ở dưới này nè, trồng tía tô, trồng dấp cá, rồi ngò gai, rồi á rau đắng đất, rồi đắng giường, trồng ở dưới vĩnh nhỏ xíu thôi, trồng rất là nhiều loại, mình ăn không hết đó. Thực ra nhà một người mà có 2-3 mét vuông đất thôi, bỏ phân rồi vô cho tốt, rồi mình trồng lõm này dấp cá, lõm kia rau đắng, lõm kia cải, lõm này nọ, nó ăn không có hết. Có nhiều người ta trồng chậu người ta cũng không hết, mà ăn thua mình phân tự nhiên đó, mình ủ mình trộn cho cháu này nọ, rồi ấy đại loại là người ta trồng cho nó mục xuống đó, trồng rất là tốt. Nên mình ăn rau nhiều, rồi củ quả ăn nhiều là rất là tốt. Uống nước á, nếu quý vị á mà có trồng cây chè xanh á, mình uống nước chè xanh á là rất tốt. Chè xanh tức là cái lá chè xanh tươi đó, mình uống hàng ngày á, cái đó là tốt, nó giúp thảy cho mình các cholesterol, các cái mỡ máu á, độc lạ đi ra ngoài cơ thể của mình. Tức là ở thấy mấy cái siêu thị nó có bán bịch đó là trà tươi đó, cũng tốt. Không thôi là mình uống nước lá vối cũng được, mình có lá vối chả ai biết uống. Đó là nó tốt vì cái bao tử với đường ruột mình, với hoặc là uống nước tía tô cũng tốt. Nhưng mà trà tươi là good, lá trà xanh đó, trà tươi đó, là cái đó là tốt. Rồi đó là vận động coi gì chứ, là nó đứng cái hàng gọi là hàng VIP á của cái sức khỏe. Có nhiều người làm biếng vận động lắm, ngồi đấy này này. Thực ra cơ thể mình á là máu nó chảy, mà máu nó chảy liên tục để mà nó đưa các cái chất bổ đến các cái cơ quan. Nhưng mình vận động á làm cho máu nó nóng lên để nó đẩy đi, rồi vận động á làm cho cái chỗ đó đó là nó không có bị trì trệ đó, nên ta vận động. Nhưng mà vận động quá cũng không được nữa, gọi là quá sức, nó kiệt sức. Ví dụ mình ăn vô á có 1000 mà calo thôi, mà mình vận động thiêu tới 1500 đó, do đó nó làm ngược quá trình, nên cơ thể mình không đủ cái calo để nuôi á, là nó sẽ làm cho mình biến ăn qua lại, rồi nó sẽ tự cân bằng, hoặc là nó lấy cái lớp mỡ của mình mà lấy hết lớp mỡ sẽ là nó sẽ tuột ngược và xuống. Nên vận động á rất là tốt. Rồi ngoài ra quý vị chúng ta đừng có hút thuốc lá, uống rượu, uống bia. Quý vị đây, ồ rượu bia vô cơ thể mình nó sẽ chuyển quá, ở trong đó làm bao tử mình, đường ruột của mình á, nó sẽ thành ra một cái chất khác. Còn chúng ta hút thuốc lá vô á thì có cái chất nicotine rồi đó vô cơ thể mình, nhưng mà nó sẽ đóng trên cái lớp phổi rồi của mình á, ở phía bên trong á, hít vô nè nó đóng lên phổi bên trong, lâu ngày vài tháng nó đóng cục ra, nó sẽ sanh bệnh của mình. Nếu á mày chúng ta là hàng ngày mình có niệm Phật, có hành thiền, mình giữ bình tâm. Cái người mà giữ bình tâm khó lắm, nên muốn giữ bình tâm á, niệm Phật hành thiền để giữ bình tâm. Chứ người mà không niệm Phật hành thiền họ khó giờ giữ bình tâm lắm, trừ trường hợp đó họ thiền quán thôi.
Chứ nếu mà giữ được bình cái tâm của mình á, tâm mình lẳng lặng tịch lẳng lặng tối ngày nói cười lẳng lặng tịch lẳng lặng vậy đó. Rồi. Là số 1. À, còn nhắc quý vị một điều nha, không ăn quá nhiều, không ăn quá ít nha. Mình ăn quá ít cơ thể không đủ chất dinh dưỡng, mà ăn nhiều là độc lắm. Cái người nào mà ăn nhiều coi vậy chứ á là thua người ăn ít, ta nói là dòng bụng nở ra, dòng đời khép lại á. À, tức là người ăn ít thiếu dinh dưỡng coi vậy chứ họ còn tốt hơn là người ăn quá nhiều. À, quá nhiều dư thừa mà không có vận động á, nhất là ăn vào ban đêm á, rồi nằm ngủ cơ thể mà nó tích tụ mỡ, bụng ở dưới da nó thành là mỡ nội tạng organ á, ở phía bên trong á làm cho mình bị bệnh nhiều hơn. Và quý vị á, là song song bên cạnh đó là chúng ta phải có chỗ chia sẻ. À, một là có bạn bè chia sẻ, không có phải giải trí. Chứ con người ta á, mà mình sống á, mà một mình mà không chia sẻ ai, còn không có giải trí á, là mình dễ bị gọi là thu mình lại. Mình dễ bị thu mình lại, nó dễ bị stress, nó dễ thu mình lại, hoặc nó dễ tự kỷ. Nên người ta phải có chia sẻ, phải có bạn, có bè chia sẻ, hoặc người thân, gia đình chia sẻ, có thể điện thoại, có thể gặp trực tiếp. À, nhằm khi mình bức xúc cái gì đó mình chia sẻ với người ta, hoặc là mình có cái gì hay hay mình chia sẻ với người ta, đó là một cái nhu cầu. Còn nếu không có ai chừng anh chừng mình thì phải có giải trí. À, giải trí, nếu mà chúng ta tu chưa đạt đến cái trình độ là cao cấp á, là xả bỏ tất cả các pháp, thì bắt buộc ở trong đời sống mình phải có chia sẻ và giải trí. Còn người mà tu đến trình độ xả bỏ thì cái đó ta không cần nữa, chứ không phải người tu nào. Nên mình nói thôi tôi tu rồi tôi không cần chia sẻ ai hết, tôi tu rồi tôi không cần giải trí gì hết. Sai. Ông tu đến trình độ mà ông xả bỏ được kìa thì mới không cần. Còn mình tu chưa đạt đến trình độ xả bỏ phải có cái người chia sẻ. Nếu không có thì phải có giải trí gì đó, phải có giải trí chứ không thôi gây áp lực cho chính mình. Nhưng mà đối với người tu xả bỏ được thì họ không cần nữa, thôi mấy đó bọt nước bèo mây. Dạ, nhưng mà người tu mà chưa xả bỏ được á thì bắt buộc cũng phải alo, cũng phải nhắn tin phải gì, nhưng mà đừng cái gì lạm dụng quá, không được tối ngày nhắn tin không lấy gì tu, tối ngày alo miết là lấy gì tu, không. Dạ, cho nên mình cũng phải á, chia cái thời gian ra, ví dụ như á, có bạn bè á, điện thoại một tiếng một hồ thôi ngày vậy đó. Chứ gì đâu mà sáng, trưa, chiều, tối gì ôm cái điện thoại miết đó thì làm sao? À, phải không? À, giải trí nó trở thành rối trí. Chia sẻ nó không chia mà nó cho sẻ không à, làm đứt thịt, đứt gân hết. À, cho nên á là mình nó phải có giải trí chia sẻ. Là cái vấn đề á, là rất là tốt đó về mặt tinh thần. Nhưng mà làm gì làm á quý vị, là trước khi đi ngủ cũng phải uống miếng nước, và thức dậy phải uống miếng nước. Cái đó là nhầm khi mình quên nha. Mình quên thường thường người ta chán dán rồi đó. Quý vị nhớ là cái đổi trạng thái, cái vụ chán dán này nhiều người lắm. Khi ngủ mình ngồi dậy đó, phải lăn qua lăn lại hả ngồi, đừng có giật mình ngồi phắt dậy. Lăn qua lăn lại rồi hả ngồi. Rồi ngồi vậy đừng bước xuống giường, ngồi viên chút mới bước xuống giường. Bước xuống là đừng đi liền, bước xuống là đứng mấy giây hả đi. Quý vị hiểu không? Lăn qua lăn lại mới ngồi, ngồi chút đó mới bước xuống giường chút mới đi. Chút không cần, người ta nói 1 phút chứ không cần, tới cả đó. Là máu mình nó bơm đủ, nhưng mà trước khi đi ngủ uống miếng nước, thức dậy uống miếng nước, ngậm miếng là để cho nó cung cấp. Nó đã thiếu rồi mà, nó cung cấp nó làm loãng máu đi lên chứ không thôi, nó cô đặc lại nó không lên được. Nhất là người mà thiếu nước á. Như vậy á, quý vị thấy á, là chúng ta á, ăn chay mà mình trị được cái bệnh của mình á, nó không phải là khó, mà mình phải nghiên cứu một chút xíu. Chứ không thôi người ta đã đổi thừa mình ăn chay là mình thiếu sức khỏe. Nên có nhiều người ăn chay khỏe lắm, người Ấn Độ á quý vị, đa phần ta ăn chay. Ở bên Ấn Độ á, là bên đạo Hindu á, chứ bây giờ đạo Phật ở Ấn Độ ít lắm. Tại vì vào thế kỷ thứ 9, thế kỷ thứ 11, 12, 13 á, là lúc đó là Islam qua bên Ấn Độ đó. Thì từ từ gốc của đạo Phật mất.
ở tại Ấn Độ. Rồi sau này ta phục hồi lại thì nó phục hồi lại Bà La Môn giáo, à, phục hồi lại đạo Hindu, và người ta nói bằng tiếng Hindi, chứ người ta không có nói bằng tiếng Pali cổ hoặc là tiếng Sanskrit cổ như là ngày xưa. Tiếng Pali cổ là tiếng Magadhi, là tiếng của Ma Kiệt Đà, là tiếng Đức Phật thuyết pháp á. Còn mà tiếng Ấn Độ cổ mà bác học của Ấn Độ đó là tiếng Sanskrit, tức là tiếng Phạn ngữ, đó là quê hương của Đức Phật, là tiếng Phạn. Nhưng mà Đức Phật đi thuyết pháp lại là thuyết bằng tiếng Magadhi, nên Đức Phật biết cũng nhiều thứ tiếng lắm, chứ không phải là chỉ có cái tiếng Sanskrit không. Nhưng mà tại vì tiếng Sanskrit á dành cho hàng quý tộc, cho nên tiếng Magadhi á dành cho hàng phổ thông, nên Đức Phật dùng cái tiếng phổ thông để thuyết pháp cho quảng đại quần sanh. Nên đó, tóm lại, chúng ta ăn chay muốn khỏe tại chỗ á thì phải đủ chất dinh dưỡng và một cách khoa học. Muốn khỏe tương lai á quý vị thì đừng có giết mạng sát mạng chúng sanh, và hãy làm phước tu tập và giữ cái tâm được bình lặng tĩnh lặng. Nếu lỡ có làm gì sai thì hãy ráng sám hối. Nếu chúng ta làm gì sai á thì là mình sám hối nha. Rồi là bây giờ là trả lời cho quý vị một hai câu hỏi. A Di Đà Phật, dạ thưa thầy, học pháp rất khó, ngồi thiền cũng cũng khó. Nhưng nếu đạt được chỉ lên cõi trời, nếu không đạt được thì kiếp sau tu tiếp, nghĩa là vẫn trong lục đạo luân hồi. Nhưng nếu mình nhiếp tâm niệm Phật, đến lúc lâm chung sẽ được tự lực và tha lực tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc, một đời thành tựu. Dạ thưa thầy, con nghĩ vậy có đúng hay không? Nói đúng á thì đúng, nhưng mà chưa có chúng. Đúng là trên lý luận á, ví dụ như á là nếu mà chúng ta tu thiền định chưa có vào các tầng thiền và chưa đủ tuệ của thiền quán để mà chứng đắc A-la-hán thì còn đi trong luân hồi. Nhưng nếu mà chúng ta tu đắc quả thánh được thì luân hồi đâu có sợ, chỉ lên không đâu có sợ. Còn niệm Phật giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì quá tốt rồi còn gì nữa. Nhưng ngàn người chứ mấy người giảng đâu, chứ đâu phải ai á là cũng giảng được. Vì mấy ngàn người tu mấy người giảng à, còn lại 900 mấy á thì cũng luân hồi vậy. Cho nên á là trên cái lý á là mình niệm Phật tự lực tha lực rước, đâu phải ai niệm Phật cũng được rước. Tại vì chúng ta niệm Phật mà mình chưa có buông xuống vạn duyên, niệm Phật mà mình chưa có đạt được các cái điều kiện Đức Phật A Đà, niệm Phật mà mình chưa đến là nhất tâm bất loạn thì làm sao mà mình có thể giảng sanh Tây Phương, cũng phải luân hồi. Nên là không phải niệm Phật là tốt, không phải là thiền là tốt, mà tốt nhất là đúng duyên của mình. Cái người thích niệm Phật hãy tu niệm Phật đi, người thích thiền hãy tu thiền đi, đừng có gượng ép. Nghe người ta nói tu thiền á là đắc quả kiếp này, cái bỏ niệm Phật qua thiền. Rồi nghe người ta nói niệm Phật á thì là Phật rước, không còn luân hồi, nên bỏ thiền qua tịnh, để dân dân đừng. Mà mình thấy mình thích cái nào, mình thiện xảo trong cái nào thì mình tu tập cái đó. Tu cuối cùng để giác ngộ giải thoát mà thôi. Còn quý vị tính toán đây nè, nhằm khi tính gà quá quất á, có nghĩa là mình tính á là mình niệm Phật mình giảng sanh á là ngon hơn thiền, ổng còn luân hồi tới A-la-hán, nhằm khi rất nhiều kiếp còn niệm Phật cái giảng sanh luôn. Nhưng ông có giảng được không, cái quan trọng ông cũng luân hồi gì mà luân hồi. Mình mới so sánh cái phước báo với công đức. Ví dụ ông niệm Phật ông đạt được tâm gì, còn ta thiền ta đạt được tâm gì. Nếu mà thiền ta đạt được cái tâm cao hơn ông, cái tâm cực thiện có, mà ông không có tâm cực thiện thì ông vẫn luân hồi cảnh thấp hơn người ta. Hiểu không? Quan trọng là mình đạt được cái tâm gì, tâm cực thiện hay là tâm đại thiện, hay là tâm thiện hay là tứ vô lượng tâm. Mình đạt được tâm gì, hay là chúng ta có nhiều cái tâm mà nhỏ nó cộng lại, chứ chưa đạt được cái tâm gì để mà nó quyết định cận tử, chưa đạt được cái tâm gì mà nó quyết định cho mình đi ở trong sanh tử. Cho nên nếu cái người nào
mà tu thiền mà đạt được sơ thiền trở lên thì đó gọi là tâm cực thiện. Thì tâm cận tử và tâm tử sẽ quyết định cái tâm tâm đó, tâm cực thiện đó sẽ quyết định. Còn nếu mà cái người mà tu thiền chưa đạt được cảnh giới của thiền đó, đó là tu thiền định nha, thì người đó cũng đi theo những cái tâm mà nào nó mạnh nhất đi. Còn người chứng được quả rồi á thì là chắc ăn rồi, là mình lên trên này, không có còn lẫn lộn trong hồng trần. Có một cái câu á là Phật tử nói á, mình chứng sơ quả sao biết sơ quả, rồi người ta chứng sơ quả sao mình biết. Người ta chứng sơ quả mình biết được là nếu chúng ta có tha tâm thông thì mình á là sẽ biết cái người ta chứng tới cái tầng nào, cái tâm của người ta là tâm gì, chúng ta biết được. Hoặc giả là chúng ta có tuệ cao hơn, chúng ta sẽ thấy, chúng ta biết được. Đại loại chúng ta có thần lực chúng ta mới biết được. Còn bình thường không thể biết người khác chứng được sơ quả. Còn đối với mình chứng sơ quả, mình có biết không? Làm sao mình biết mình chứng sơ quả? Cái người chứng sơ quả, nếu mà cái người đó thường xuyên nhập định thì họ sẽ biết. Tại vì thường xuyên nhập định đó thì cái người đó thường hay dùng cái tâm hữu phần á, người ta kiểm tra tâm của mình, gọi là test pháp bình cá, tức là từ cái mà cái sắc ý vật rồi á là đưa ra, ta sẽ nhìn thấy chiếu soi, thấy tâm nào hiện diện, tâm nào hiện diện, tâm nào hiện diện. Như vậy mất ba tâm, thân kiến nghi với tâm thủ, thì người đó chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn. Nếu cái người đó mà nếu đi bằng đường thiền định thì thường ta biết. Còn người đi bằng đường thiền quán thì nếu người đó trạch pháp thì người đó mới biết. Còn người đó mà chưa trạch pháp thì người đó không biết. Trạch pháp là ta nhìn ta thấy biết hết, nó những cái gì đang xảy ra thân tâm mình, trong đó có tâm, thì vắng bóng thân kiến nghi với cấm thủ, người ta biết, người ta chứng sơ quả Tu Đà Hoàn. Còn nếu người nào không có trạch pháp, không có thiền định mà đoạn diệt được thân kiến nghi với cấm thủ thì người ta chỉ biết miệng mường tượng thôi, là tại vì cấp này thì mình không thấy mình thân kiến thấy nghi thấy với cấm thủ, người ta mường tượng thôi chứ không biết chắc ăn trăm trăm đối với người đó. Còn người nào mà đủ thiền quán, có trạch pháp của Thất Bồ Đề Phần, hay là người nào mà có thiền định ra vô từng thiền, diệt các chi thiền á, thì đó thường xuyên ta quán tâm, ta biết, ta check á, ta sẽ biết. Cho nên á là chứng thánh mà quả đầu tiên á là mình khó biết, người ta chứng mình khó biết lắm, trừ hay là mình có năng lực thần lực. Còn mà mình á thì mình phải chia ra những cái dạng là mình phải có trạch pháp thì mình biết, mình phải có các cái dòng thiền định thì mình biết, tức là mình kinh nghiệm trong đó. Còn không có thì mình chỉ có mường tượng thôi chứ không chính xác chầm chầm. Câu kế tiếp, kính thầy, con có câu hỏi nhờ thầy giúp đỡ. Khi con tưởng về món ăn thì có tâm thèm ăn khởi lên. Khi con tưởng về chuyện xúc chạm thì có tâm ham muốn xúc chạm khởi lên. Vậy những tâm khởi lên ấy có phải là tướng của tâm hay đó chỉ là những cảm thọ, cảm giác khi ăn và cảm giác thèm ăn? Có phải đều là cảm thọ không? Khi mình nghĩ tới cái gì thì tâm đó nó nổi lên.
đó là căn tiếp xúc với trần đó. Ý căn tiếp xúc với pháp trần, nghĩ tới gì là gì? Nghĩ tới gì là ý hành, phải không? Mà thọ tưởng hành là gì? Là pháp trần của ý căn, phải không? Nên ý căn nó đối với pháp trần thì là căn với trần sanh ra thức, thức sanh tâm, có phải không? Khi mình hiểu gì đó mình sanh tâm, sau đó sanh tâm thèm ăn. Cái tâm thèm ăn là tâm dục, mà trong cái tâm dục đó nó chứa cảm thọ lạc, cảm thọ xả hay cảm thọ lạc ở trong đó, chứ không phải đó là cảm thọ, mà tâm dục nó có chứa cảm thọ trong đó. Mà tại sao có tâm dục đó? Là căn thiếu xứ với trần. Căn với trần sanh ra thức, đó là ý thức. Mà thức mình biết cái đó tốt thì mình sanh tâm tham, mà xấu mình sanh tâm sân. Vậy thì cái phiền não, cái lậu hoặc nó sanh sau khi mà căn trần xúc, căn trần thức xúc, đó thì lậu hoặc sanh. Như vậy lậu hoặc này sanh đây không phải là cảm thọ, mà cảm thọ là tâm sở, dục nó mới là tâm dương. Cho nên á, là mình đã sanh tâm ham muốn cái món ăn đó, thì trong tâm ham muốn ăn đó nó chứa cái cảm thọ lạc ở trong đó. Nên cái cảm thọ nó là tâm sở, nó sanh theo tâm dương mà sanh, chứ nó không sanh trước tâm dương. Tâm dương là tâm dục, là tâm dương, cảm thọ tâm sở, nên dục nó là chích tá, cảm thọ là chế ta xích cá. Hai đó nó khác nhau. Nên đó mình nói là cảm giác thèm ăn, rồi cảm giác khi ăn này nọ là mình nói vậy thôi, chứ đó là tâm dục. Trong dục nó chứa cảm thọ, đơn giản vậy thôi. Chứ không phải cảm giác gì đây chứ, cảm giác nằm trên thân. Cảm giác nằm trên thân, ví dụ như nóng, lạnh, tê, buốt, mỏi, đau, nhức, nhột, ngứa, đó là cảm giác nằm trên thân. Còn mình nói cảm giác của tâm là mình nói một cái từ để cho mình dễ hiểu thôi, đó là cảm thọ. Nên cảm thọ là sự trải nghiệm của tâm trên các đối tượng, nên mình nói là cảm giác của tâm khi tiếp xúc với đối tượng thì là cảm thọ. Còn cảm giác của thân là nóng, lạnh, nhột, ngứa rồi đó, nhức, mỏi, tê, buốt, đó là cảm giác của thân. Cảm giác của thân thì thân thức nhận diện ra. Còn cảm giác của tâm á thì tuệ nó nhận diện ra. Tức là dòng cảm thọ nào xuất hiện đó thì mình phải dùng chánh niệm, dùng vipassana, mình mới soi ở trong đó, mình mới thấy cái ông nào ổng lộ diện, ông nào ổng sanh ra, và ông nào ổng không có sanh ra. Còn câu nhỏ xíu trả lời luôn. Kính thưa thầy, làm sao để làm chủ được tâm cận tử, tâm tử và tâm tục sinh? Làm chủ được chỉ có sanh tử tự tại thôi, chứ thường là chúng ta không có làm chủ được. Mà mình phải học để mình biết cái tâm nào nó sẽ mạnh nhất. Tâm mạnh nhất là tâm gì? Tâm cực trọng ác và tâm cực trọng thiện, là hai tâm mạnh nhất. Nó sẽ quyết định tâm cận tử và tâm tử, tục sanh hậu kiếp. Là tâm cực trọng ác và cực trọng thiện. Cực trọng ác là ngũ nghịch đại tội, tức là giết cha giết mẹ, ít giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già. Còn mà cực trọng thiện đó, đó là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở xứ định, phi tưởng xứ định, đó là cực trọng thiện. Nếu mình vào được các cái tầng đó thì tâm đó sẽ quyết định. Còn tâm thánh thì quyết định là chắc, là nếu chúng ta chứng được tâm đạo tâm quả thì tâm đạo tâm quả nó sẽ quyết định hết, nó hơn cả tâm thiền. Tâm đạo tâm quả nói là tâm thánh, nên chúng ta không thể nói là thiện ác, tại thánh ra ngoài thiện ác, nên chúng ta không nói là cực trọng thiện, cực trọng ác ở đây. Tâm thánh nó ra ngoài thiện ác rồi, nên nó là tâm thánh, nên tâm thánh không ghép vào tâm thiện, tâm đại thiện. Mà từ bi hỷ xả là tâm sở, nên mình ghép vào tâm thiện, tâm đại thiện. Còn tâm sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hoặc là tứ định, thì tâm đó là tâm cực trọng thiện.
Còn nếu mà mình nói mình làm chủ được tâm cận tử á, thì đó mình làm chủ được tâm. Mà làm chủ được tâm là gì? Là người đắc đạo rồi, thì đâu có còn là sanh tử nữa. Mà muốn đắc đạo, muốn sanh tử á, là chỉ đại nguyện thôi, là Bồ Tát độ sanh thôi. Cái đó là tự tại. Tự tại nghĩa là gì? Thực ra nói tự tại là theo ý mình muốn đó. Tự tại nghĩa là gì? Là theo ý mình muốn đó. Dục như túc. Mà làm sao tự tại trong sanh tử được? Là chúng ta sử dụng được tâm. Quý vị biết sử dụng được tâm không? Sử dụng được tâm ví dụ như nè, ở nhà mình có cây búa, cây dao, cây cưa, cây đục, cây bào. Cái nào mình cũng biết xài chứ á. Cầm cưa là cưa, cầm đục là đục, cầm bào là bào. Nhà có xe hơi, xe đạp, xe máy, chạy lên chiếc nào chạy được chiếc đó. Xe số, xe không số gì chạy được hết. Xe tải nặng, xe tải nhẹ chạy được hết. Là mình sử dụng được xe, sử dụng được đồ gia dụng. Tâm mình cũng vậy. Tâm tham sân si mạng nghi ác kiến phú não tật sang kiêu cuồng xiêm hại, tâm thiền tâm định tâm đạo tâm quả đó. Tất cả các loại tâm, mình muốn bỏ tâm nào bỏ, muốn xài tâm nào xài. Ví dụ như mình thiết pháp mình dùng tâm tuệ, đi làm từ thiện dùng tâm từ cộng tâm tuệ. Ví dụ như mình ở nơi khắc nghiệt, người ta an trú trong tâm thiền để cho cơ thể mình khỏe mạnh. Rồi mà khi làm bất kỳ chuyện gì, người ta làm với tâm di tác để khỏi gieo nghiệp. Rồi khi đối diện chúng sanh, người ta đối diện tâm vi tiếu, cười 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 cười, mà không phải vui, mà không phải buồn, hoan hỷ, cười 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 á, tâm vi tiếu. Như vậy là sử dụng được tâm, sử dụng tâm làm chủ tâm. Đúng. Sử dụng được tâm nghĩa là gì? Các cái tâm mình đều dùng nó như một công cụ gì đó. Thuyết pháp phải dùng tâm tuệ thôi, thì thuyết pháp mới đem lại giá trị cao nhất. Thuyết pháp mà chỉ có từ bi mà không có tuệ thì chưa được đâu. Thương người ta quá nói mà mình đâu biết đường đâu nói. Có tuệ mới biết đường nói, thì lúc đó phải dùng tâm tuệ. Như vậy là người ta sử dụng cái tâm nào, lúc nào sử dụng tâm nào, nó làm lợi ích chúng sanh nhiều nhất, tốt nhất nhất cho mình nhất, thì người ta sử dụng tâm đó. Hiểu không? Như vậy là quý vị muốn làm chủ lấy tâm á, thì là phải đắc đạo thôi. Là người đoạn diệt tất cả lậu hoặc, người ra nhập vào các tầng thiền định để đoạn diệt tất cả lậu hoặc. Nên tâm nào xuất hiện mình giữ lại, giữ, muốn chặt chặt, muốn đưa đi đưa, muốn giảm thiểu giảm thiểu, muốn phát huy phát huy. Gọi là mình làm cho tâm nhu nhuyễn dễ sử dụng là cho đó. Rồi là từ đó mình hướng tâm đi đến đâu. Ví dụ như Đức Phật mà hướng tâm đến túc mạng là đã sử dụng được cái tâm đó rồi mới hướng được. Chứ làm sao nó nghe theo lệnh của mình? Ra lệnh cho nó quay về quá khứ, nó quay về quá khứ. Ra lệnh cho nó hiểu về nguyên nhân của tất cả các pháp thì nó hiểu nguyên nhân các pháp. Ra lệnh của nó đoạn tận tất cả của nguyên nhân của đau khổ thì nó sẽ đoạn tất cả nguyên nhân của đau khổ. Như vậy là mình có quyền với nó rồi đó. Gọi là an trụ tâm và hàng phục tâm xong rồi đó. Cho nên là không phải làm như thế nào để làm chủ với tâm tử cận tử, mà mình tu như thế nào để làm chủ tâm. Mà làm chủ tất cả tâm thì trong đó có tâm tử, tâm cận tử. Đơn giản thôi. Còn không làm chủ được tâm nào chứ, mà muốn làm chủ tâm tử, tâm cận tử hả? Không có đâu. Nấu cát thành cơm đi, không bao giờ có. Ông không làm chủ được tâm nào chứ mà đòi làm chủ tâm tử, tâm cận tử, thì làm sao mà làm chủ được? Tâm nó có quyền lực ngang nhau. Ông làm chủ được hết, ông mới làm được hết. Chứ không thôi, thằng này nó tấn công kia. Ông đang làm chủ cái tâm, ông có thể làm chủ cái tâm, ông không thể làm chủ, nó nhảy vô thì sao? Xin mời quý vị chúng ta chắp tay, ta niệm hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khâm tân cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.